Rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp cái hôm trước nhé. Hôm trước chúng ta nhớ lại chúng ta là làm việc với cái bộ dữ liệu mà tôi đưa cho các bạn là bộ dữ liệu về các con vật đúng không? Và chúng ta làm cái chương trình đơn giản là cô giáo sẽ đưa ra 10 câu hỏi ngẫu nhiên và hỏi là đây là con gì, và người dùng sẽ học sinh sẽ trả lời trên 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 màn hình, và trả lời đúng thì được 1 điểm, trả lời không đúng thì không được điểm nào, và sau 10 câu thì cô giáo sẽ thông báo điểm cho học sinh. Đó, thì hôm trước là bài đó chúng ta đã làm xong rồi nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp cái bài đó, là tôi đưa ra yêu cầu mới là yêu cầu là cô giáo phải lấy ra được 10 câu hỏi ngẫu nhiên nhưng mà để khác nhau từng đối một, không được con vật nào là giống nhau thì mình có ý nghĩa chứ. Một cái bài kiểm tra có 10 câu lại có 2 con vật giống nhau thì nó không hay, cho nên là phải yêu cầu là phải lấy ra được một cái đề gồm có 10 con vật là khác nhau từng đối một. Đấy, chúng ta nhớ lại cái bài đó nhé. Thế mà chúng ta cùng làm bài đó. Thì cái bài này hay là cái chỗ là cái yêu cầu là cần lấy ra n phần tử hay k phần tử khác nhau từ dãy n phần tử khác nhau, là một bài toán rất là hay, dùng rất nhiều ở trong các bài toán khác nhau, trong các phần mềm, ví dụ phần mềm đối với Scratch chẳng hạn. Thì bây giờ tôi sẽ làm bài từ đầu nhé. Tôi sẽ làm bài từ đầu bài này, tôi sẽ thiết lập lại cái bài đầu tiên hôm trước ấy, và chúng ta sẽ mở rộng ra để làm cái bài mà tôi yêu cầu nhé. Từ đầu nhé, bây giờ tôi sẽ đưa vào màn hình cái từ đầu, làm từ đầu, làm từ đầu luôn nhé, để hôm trước một số bạn là không dự thì có thể thấy được. Bây giờ tôi đây, tôi tìm lại cái bài hôm trước, tôi lấy lại cái đây, chúng ta tìm ở trong cái này, trong cái Animon này. Đây, cái đây là cái đây chính là cái cơ sở dữ liệu hôm trước, là một nhân vật gồm có là đây là chọn nhé, đây từ đầu luôn nhé. Đó, con mèo này, này tôi xóa đi đó ở đây nhé. Nhưng mà chúng ta có đây là chính là một cơ sở dữ liệu, nó là một nhân vật nhưng mà nó có đủ với các thông tin về về hình ảnh con vật này đấy, và âm thanh là đầy đủ. Như vậy là chúng ta có một cơ sở dữ liệu bao gồm là đây là 26 hình ảnh con vật với đầy đủ tên và âm thanh của nó, thì bộ 26 con thì cũng đủ rồi, cũng tạm tạm rồi, chúng ta có thể bổ sung thêm. Nhưng mà tôi nói rõ lại rồi là chúng ta cần phải có một cái bộ dữ liệu rất là hoàn chỉnh. Đấy, làm phần mềm là phải có cái bộ dữ liệu hoàn chỉnh, chính xác thì nó mới có ý nghĩa. Chứ bộ dữ liệu mà nó lởm khởm, nó thiếu thì vô nghĩa. Cái bài này mà chúng ta chỉ có vài con vật thôi thì làm sao mà có thể thành một cái Bấm phần mềm nhả được được. không? Bấm Đó, chúng ta chú ý nhé. Bây giờ tôi làm lại bài học trước này. tạm đưa vào tôi. Bây giờ tôi sẽ phải tạo ra một cái bảng, một cái list mà lưu trữ có tên các con vật. Đây, bây giờ tạo từ đầu nhé. Đặt tên tôi là animal luôn nhé, chứ cùng thằng kia nhé, animal. Đấy, tạo ra. Và bây giờ Dạ tôi bà sẽ ơi, con nghe tiếng tôi nhầm tạo ra một cái list, chứ không phải là một cái đây, tạo một cái list nhé, là animal này. Đây, tôi làm lại bài hôm trước đấy, làm lại bài hôm trước được chưa. Bây giờ tôi sẽ ở trên màn hình, trên trên máy tính tôi đã có một cái danh sách các file đó, các cái tên đó tôi nhập vào, tôi bấm chuột phải chọn cái import và chọn cái file là phần động vật này, động Thầy vật này. ơi, thầy chưa bật mic hay sao ấy ạ? Chưa nghe rõ thầy ơi. Chưa có mic à? Các bạn đang nghe, có nghe rõ chưa? À, xin lỗi. Ôi rồi. Bia nghe, nghe rõ chưa? Từ nãy đến giờ bọn em có Dạ, nghe thấy gì đâu ạ? bia bia Thầy cứ bảo chưa bia động đã vật. nghe chưa? Dạ nghe được đấy thầy. Rồi, xin lỗi, tôi chưa bật mic lên, mới tôi lại từ đầu nhá. Tức là hôm nay chúng ta sẽ, xin lỗi các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp cái bài hôm trước. Bài hôm trước là chúng ta đã làm cái bài là gì, là cho những kia nhân vật là động vật rồi, và cô giáo xuất hiện, và cô giáo là lấy ra 10 câu hỏi ngẫu nhiên các con vật mà hỏi học sinh đây là con gì. Đây là bài hôm trước chúng ta làm rồi nhé. Hôm nay chúng ta sẽ mở rộng cái bài đó, và chúng ta sẽ đưa thêm yêu cầu là gì, là cô giáo phải chọn ra là 10 con vật khác nhau trong số là có con vật của chúng ta. Mà chúng ta làm lại từ đầu, tôi làm từ đầu nhé. Chúng ta mở cái tệp mở cái file dữ liệu ra, là trên cái file là có đuôi là sprite bar đấy. Đấy,
tôi vừa mới làm xong đấy. Thế tôi lại từ đầu chọn xem, làm lại từ đầu nhé, từ đầu cho yên tâm nhé. Đấy, đây cho từ đầu đấy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái tệp là cái tệp cơ sở dữ liệu mà tôi đã đưa gọi sẵn đấy, tệp có tên là animal.sprite3 đấy. Đấy, đó chính là cái cơ sở dữ liệu làm nhân vật. Cơ sở dữ liệu có đủ là 26 con vật, cùng có 26 hình ảnh và 26 âm thanh nhé. Tôi làm lại, tôi bật lại, tôi mở cái file này ra đó, thì nó sẽ tạo ra một nhân vật có tên là động vật ở đây nhé. Động vật này là có đủ là gì, có đủ là 26 con vật ở đây đó nhé, và đủ 26 âm thanh. Thì đây là một cái cơ sở dữ liệu tài nguyên là hoàn chỉnh, và dựa trên cơ sở dữ liệu này chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra các cái phần mềm khác nhau dựa trên các kịch bản khác nhau. Đấy, thì cái hay của cái vấn đề là chúng ta phải cần phải có cái bộ dữ liệu chính xác hoàn chỉnh ban đầu, chứ nếu mà chúng ta mà không có bộ dữ liệu đó thì cái phần mềm chúng ta là vô nghĩa. Cho nên rất nhiều, tôi đã từng chấm rất nhiều các chương trình của các bạn học sinh đấy, chương trình có vẻ là oách lắm, nhưng mà mở ra có lèo tèo vài dữ liệu thôi thì vô nghĩa. Chúng ta làm một chương trình như là kiểm tra kiến thức về toán chẳng hạn, có vài câu giống hệt nhau thì nó vô nghĩa. Kiểm tra một chương trình tìm hiểu biết về động vật mà chỉ có vài con vật thôi thì là vô nghĩa. Đó, nó phải có đủ nhiều thì đủ nhiều và đủ chính xác thì nó mới có ý nghĩa. Được rồi, thì chúng ta làm bài này nhé. Để chúng ta làm là lại cái phần đầu đã, chúng ta làm lại cái bài này với cái yêu cầu giống như lần trước là cô giáo sẽ xuất hiện và sẽ đưa ra 10 câu hỏi, chọn các con vật là ngẫu nhiên nhưng có thể là trùng nhau đã. Tôi làm thử trước nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ tạo thêm cô giáo là ở đây. Đấy. Cô giáo sẽ là người đứng ở góc này và cô giáo sẽ là người hỏi. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái list, một danh sách là animal, và chúng ta sẽ tiến hành là nhập. Thì chúng ta có thể nhập bằng tay. Để tôi mở con vật ở đây và con vật đấy nhé. Tôi mở ra và tôi nhập từng con một theo đúng tên. Đây là khỉ này, mèo này, ngựa này. Tên con vật của chúng ta thì mặc định chúng ta để nó là cái chữ tiếng Việt mà không viết hoa đó, thì không sao cả. Nên tôi sẽ nói sau cái đó nhé. Thì chúng ta có thể nhập, bây giờ tôi nhập cái con vật đầu tiên, tôi nhập chính xác là con khỉ. À đây là con đầu tiên là con khỉ, con thứ hai là con mèo, con thứ ba là con ngựa đó. Tôi phải nhập như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ như sau, tôi sẽ nhập từ cái file trên đĩa, đỡ phải nhập mất công. Tôi sẽ sẵn file rồi, tôi sẽ import cái file đó, chính là file động vật đây. Đấy. Và đưa vào luôn. Thì nó đã vào đây rồi, chính xác nhé. Đây là cái file là gồm có đủ 26 con vật đây. Chính xác, đúng luôn. Theo đúng cái tên, theo đúng thứ tự đấy nhé. Các con vật phải đúng thứ tự này nhé. Trùng thứ tự luôn nhé. Ở trong Scratch thì một cái dãy là nó, hay là một cái, đây chính là một cái mảng đấy. Một cái mảng đánh số từ 1. Chúng ta chú ý là không phải ở trong Python và ở trong C thì các cái dãy, các cái mảng đánh số từ 0. Như ở trong Scratch đánh số từ 1. Đấy, nhưng mà chúng ta đã có một sách các cái tên con vật đặt tên là animal, và với cái tên các con vật là trùng khiết với con vật mà chúng ta đang có nhá. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ viết chương trình đơn giản như sau. Đây. Thầy ơi, thầy đã xem màn hình chưa ạ? Rồi, tôi có ghi âm chưa ạ? Em hỏi gì? Con không thấy màn hình thầy xe ạ. Em có thấy màn hình không? Các bạn có thấy màn hình không nhỉ? Là mình. Dạ không ạ. Có hay không nhỉ? Em có. Có mà. Thầy ơi, sao con bị gặp lỗi khi mà mở cái tệp này, tệp dữ liệu động vật này thế hả thầy? Thế à? Lỗi nó báo như nào? Nó là kiểu khi mà mở ra thì nó kiểu nó trắng tinh, nó... Thế là cháu bị nhầm rồi, cái file của chúng ta, cái file nó rất là to cơ mà. Cái file nó là nó, cái file này nó 3MB cơ mà. Nhưng 3MB cơ, rất lớn đấy. Đã mở được chưa?
Biết tôi gửi lại cho các bạn nhé. Tôi gửi lại cho lớp mình cái đẹp này nhá. Vào Zalo này tôi gửi lại cho các bạn này. Đây. Tôi sẽ gửi lại cho các bạn nhé. Không lớp mình tự nhiên nó cứ trục trặc cái nào đây. Tôi gửi cả cái file là cái file gốc nhé. Và toàn bộ có hai cái tệp dữ liệu. Một cái tệp mà là tên động vật, tên cái động vật bằng chữ in thường, và một tệp là in một chữ in hoa. Các bạn có thể dùng nó thoải mái nhé. Đây này, tôi gửi lại cho các bạn cái bộ dữ liệu đó nhé. Đây, một số bạn đã yêu cầu là xin file đây rồi. Đây. Cái file Animal của tôi là nó những 3 mê đấy, nó rất lớn đấy. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn vào đi, các bạn vào xem đi, rồi tôi sẽ cái file động vật trong TXT thì chúng ta để tên chữ in thường, còn cái file là canimallist.txt thì chúng ta để tên in hoa, thế là in thử in hoa không quan trọng lắm đâu nhé. Vì sao như vậy? Vì Scratch là cái ngôn ngữ mà nó không phân biệt chữ in hoa, chữ in thường. Đấy. Cho nên là chúng ta rất chủ động trong cái việc chúng ta tạo cái bộ dữ liệu. Nó không phân biệt. Bây giờ chúng ta quay lại cái này nhé. Bây giờ chúng ta làm lại cái bài hôm trước. Đấy. Hôm trước cô giáo sẽ lập 10 lần và sinh ra 10 câu hỏi nhé. 10 câu hỏi nhé. Con để đó đi sao? Con làm đi, con phải giải quyết chứ. Cắp ly. Cắp ly đi, để đó bị gì nữa. Tôi làm lại cho các bạn nhé. Đây. Bây giờ tôi tạo ra một cái như vậy, làm xong 10 câu hỏi thì mới được cái nhé. Bây giờ tôi tạo ra cái một cái tên là STT, là số thứ tự nhé, là số tự các câu hỏi lần lượt nhé. Rồi. Và tôi để ở bên này, đây chính là điểm, đây chính là không, tôi ẩn đi nhé. Và tôi tạo ra một cái biến nữa là biến score để tính điểm nhé. Đấy, score tính điểm của học sinh. Score tôi sẽ để ở bên này. Đó, được chưa? Giờ tôi làm nhé. Thì giáo viên đây, giáo viên khi bắt đầu chơi, giáo viên sẽ vào, giáo viên sẽ làm như sau này. Giáo viên sẽ vào chương trình, giáo viên sẽ thông báo cho, thì tôi đặt cho giáo viên này, đặt chức cho quả không tin nhé. Giáo viên sẽ đặt ngay ở đây, đặt là cái số thứ tự, sẽ đặt là 1, bắt đầu từ 1 này nhé. Xin lỗi, không cần cái này. Và giáo viên sẽ làm như sau, giáo viên sẽ đặt cái score chứ, cái điểm là 0. Số tự này tôi đặt sau nhé, để ra ngoài này. Rồi, giáo viên sẽ thông báo như sau, giáo viên thông báo là các em chuẩn bị kiểm tra kiến thức về động vật. Giáo viên sẽ thông báo bằng cái lệnh này. Đây là các em chuẩn bị kiểm tra kiến thức các con vật. Đấy. Đây tôi làm lại bài hôm trước đi nhé. Đặt score bằng cái này, bằng 0 nhé. Và đặt cho giáo viên sẽ lập 10 lần ra 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi như vậy giáo viên sẽ kiểm tra xem là học sinh trả lời đúng hay sai. Nếu đúng thì được tăng 1 điểm, nếu mà làm sai thì không được tăng điểm. Và kết thúc giáo viên thông báo điểm. Rồi, bình như sau này. Thì mỗi lần như vậy giáo viên sẽ sinh ngẫu nhiên một con vật ở trong danh sách, và giáo viên sẽ hỏi con vật đó. Được chưa? Nhá. Bây giờ như này nhé, bây giờ hơi được để cho nó chính xác hơn nhé. Giáo viên bắt đầu kiểm tra kiến thức nhé. Sau đó giáo viên ra thông báo, phải ra một thông điệp thông báo là bắt đầu. Thì khi đó con vật mới hiện lên, còn trước đó con vật nó sẽ ẩn đi. Chúng ta với giáo viên sẽ gửi một thông điệp, đây gửi một thông điệp broadcast, một cái thông điệp có tên là bắt đầu. Đây. Cho thật chính xác nhé. Đây. Bỏ cả một cái thông điệp có tên là bắt đầu kiểm tra. Đấy. Được chưa? Đây là phần đầu nhá. Rồi,
Bây giờ chúng ta khi giáo viên mà bắt đầu này, đây chúng ta chạy bắt đầu chạy cái phần là khi giáo viên mà nhận được thông điệp bắt đầu, đây là bắt đầu của trò chơi đây. Đấy. Bắt đầu trò chơi nhé. Thì giáo viên làm như sau này. Giáo viên sẽ lặp là 10 lần. Đấy, 10 lần. Mỗi lần như vậy, giáo viên sẽ sinh ngẫu nhiên một con vật từ trên danh sách. Giáo viên lấy chính cái biến là SCT đó nhé, cái biến đây này. Cái biến là biến đây này. Đấy. STT nhá. Thì giáo viên sẽ làm như sau, giáo viên sẽ sinh ngẫu nhiên set STT là con vật. Thứ tự con vật mà giáo viên muốn lấy ra để cho bài kiểm tra cho học sinh. Set STT là bao nhiêu? Là một cái số ngẫu nhiên từ 1 đến gì? Từ 1 đến đến 26, tức là từ 1 đến chiều dài của cái bảng animals. Đấy, thì giáo viên sẽ làm như sau, giáo viên sẽ lấy một cái SCT là cái một số ngẫu nhiên từ một đến cái gì, đến là để cho tổng quát thì đến gì, đến là cái chiều dài của cái bảng, chiều dài của cái dãy đấy, dùng cái length của cái dãy animal đấy. Đó, như vậy là chọn ngẫu nhiên từ một đến dãy chiều dài của cái dãy là animals, được chưa? Đó. Đấy, thì đây là cái giáo viên làm đấy nhá, sinh ngẫu nhiên. Sau đó giáo viên sẽ hỏi chờ người dùng trả lời. Giáo viên sẽ vào cái đây, vào cái lệnh này để hỏi đây. Giáo viên sẽ hỏi đây là con gì? Đấy, đây nhé, đây là con gì? Đây là con gì? Đồng thời khi đó thì ở trên màn hình sẽ hiện con vật đó lên. Nhá, chúng ta chú ý, chúng ta điều chỉnh sau. Đấy. Nha, bắt đầu này, bắt đầu nhé. SCT đây là cái số là chọn ra ngẫu nhiên trong sách các con vật nhé, tự con vật đây, và đây là con gì, khi đó con vật nó sẽ hiện lên và người dùng sẽ trả lời, sẽ nhập vào một cái biến, tôi tạo một cái biến nữa, cái biến này là biến để tạo ra cái input của người dùng. Chúng ta tạo ra một cái biến đặt tên là input, là người dùng sẽ nhập vào thông qua cái input này. Người dùng có thể trả lời là khỉ, hay có thể trả lời là con khỉ cũng được. Chúng ta sẽ tính toán chuyện đó. Con khỉ cũng đúng, là khỉ cũng đúng, ví dụ như vậy. Hay là ngựa cũng đúng, con ngựa cũng đúng. Được chưa? Chúng ta sẽ gắn, sau khi mà người dùng trả lời, chúng ta sẽ đặt input này. Cái biến trả lời là biến answer. Gắn answer vào cái biến input. Đó. Sau đó là sẽ là giáo viên sẽ kiểm tra xem là cái input này là đã đúng chưa. Như vậy giáo viên sẽ... Chúng ta làm như sau nhé. Cái phần này là phần mà lần trước tôi làm rồi. Đây tôi chỉ làm lại thôi. Nhưng phần này các bạn tôi cho nó nhanh hơn, vì lần trước tôi làm, chúng ta làm hết cái phần này rồi. Tôi làm lại thôi nhé. Yeah. Set input là bằng là answer, tức là đặt cái người dùng nhập vào đưa vào input. Sau chúng ta kiểm tra. Chúng ta làm lệnh if để kiểm tra. If. Đây, đầy đủ nhé. If nếu đúng thì làm gì, nếu sai thì làm gì? Ghi hết vào đây. Nếu đúng như nào, nếu đúng là như sau, nếu đúng khi mà input trùng với tên của con vật, hoặc là trùng với là con, vì là đây là con ngựa nhé, thì là nhập là ngựa cũng đúng, nhập là con ngựa cũng đúng. Đấy, thì chúng ta làm như sau này. Thì con ngựa tên là như thế này, thì bây giờ làm sao? If này, đây chúng ta đây, nếu mà đây chúng ta dùng lệnh này, if nhé. If đây chúng ta dùng cái lệnh là đây nhé. If mà input mà bằng tên con vật, đây dùng dấu bằng nhé, đây. If này, if mà cái người dùng nhập vào là input đúng không nào? Nếu mà input này bằng tên con vật thì vẫn đúng. Input mà bằng là chữ con cộng tên con vật thì cũng đúng. Đây chúng ta làm ở đây nhé. Đây, input bằng này. Con vật của chúng ta có số thứ tự là STT. Cho nên tên của nó thì tên của nó là như này. Là chúng ta lấy ra tên của nó chính là phần là cái này. Đây, là chính là cái này. Đây là tên con vật đây. Tên con vật nằm trong cái bảng là animal nhé. Và chúng ta đưa cái này vào. Đây chính là tên con vật, chính là STT. Đây. Đây là tên con vật thế này nhé. Vì khi đó khi bắt đầu hỏi thì con vật sẽ được chuyển sang, sẽ được chuyển sang cái chuyển sang cái trang phục là có thứ tự là STT. Như vậy là chính xác tên của nó. Đấy. Thì đây là chiếc tên con vật đây, vì chúng ta lưu cái tên con vật nằm trong cái bảng này mà. Cái bảng này là cái bảng lưu tên con vật mà. Đó, thấy không nào? Như vậy là hoặc là input bằng cái này cũng đúng. Nhá. Hoặc là input
bằng cái chữ là con cộng với cái này có đúng. Như vậy thì phương án 2. Phương án 2 là như thế này, làm dấu bằng nữa, một dấu bằng nữa. Hoặc là input, hoặc là input đây, input bằng cái gì? Bằng cái phép nối con và cái này. Chúng ta phải có nối nhé, nối con đây này, nối nhé. Đấy. Nối là con cộng với cái này nữa. Chúng ta nối cái này vào đây. Đấy, như vậy là hoặc là input bằng tên con vật. Chúng ta ghi ở đây nhé. Hoặc là input bằng con cộng tên con vật. Chúng ta nhớ có dấu cách ở đây nhé. Đấy, cách chúng ta đưa cái này vào đây. Đấy, hơi dài một chút. Đấy. Đây chính là cái điều kiện để trả lời đúng, chúng ta đưa vào đây. Đấy. Nếu mà như thế này thì đúng nhé, chúng ta đưa vào đây. Kiểm tra. Đó. Nếu mà như thế này thì đúng thì giáo viên thông báo là làm là đúng rồi và được tăng điểm. Bây giờ chúng ta sẽ khi đúng thì chúng ta sẽ change cái score lên một đơn vị, change score lên một đơn vị, được chưa? Đó. Và giáo viên thông báo là đúng rồi. Và giáo viên thông báo là đúng rồi. Đúng. Điểm tăng lên. Và cái việc này chúng ta cho chờ là một giây cho nhanh và sau đó chuyển sang cái câu khác. Còn nếu không đúng thì chúng ta viết là chúng ta thông báo là sai rồi và vẫn chuyển sang câu tiếp theo, sai rồi. Đấy. Mà chờ trong một giây. Đấy. Được chưa? Và khi xong hết rồi thì giáo viên thông báo là chúc mừng em đạt bao nhiêu điểm và chờ 6 5 giây thì kết thúc. Đấy. Thì cái đây là tôi phải ghi vào nhé. Chúng ta phải nối các cái từ này. Chúc mừng em. Chúc mừng em đạt bao nhiêu điểm. Đấy, đạt cái gì? Đạt là đây, cái điểm chính là cái biến score. Đây, chúng ta đưa cái score vào đây. Đạt score điểm. Được chưa? Đó. Thậm chí chúng ta có thể là ẩn đi cái score này, không cần thông báo cho màn hình nữa, ẩn đi cũng được. Đấy. Chúc mừng em đạt là score điểm. Được chưa? Chúng ta đưa vào đây. Đấy. Thế đây là cái phần điều khiển chính xác cái phần của giáo viên theo đúng cái bài hôm trước. Bây giờ tôi sẽ mô tả cái phần của nhân vật nhé, con vật nhé. Khi bắt đầu chương trình thì con vật sẽ ẩn đi, không hiện ra. Nhưng mà khi bắt đầu chơi thì con vật sẽ hiện ra nhé. Đây thì chúng ta cùng nhau làm này, đấy nhé. Và khi kết thúc ý, thì giáo viên sẽ thông báo bằng câu được con vật lúc kết thúc nó sẽ ẩn đi. Rồi chúng ta sẽ thêm một cái thông điệp nữa cho nó hay nhé. Chúng ta gửi thêm khi kết thúc xong rồi thì chúng ta sẽ gửi một thông điệp nữa là kết thúc. Chúng ta broadcast một cái lệnh ở đây là kết thúc. Như vậy là khi kết thúc con vật cũng sẽ ẩn đi. Đấy, được chưa? Đấy, ở đây nhá. Như vậy đây là để giáo viên đặt score bằng 0 này và thông báo là các em chuẩn bị kiểm tra kiến thức các con vật này. Sau đó gửi một thông điệp là bắt đầu để thông báo là chuyển sang bên này là bắt đầu cái bài kiểm tra. Thì khi bắt đầu thì con vật nó mới hiện ra, còn trước đó con vật nó sẽ ẩn đi. Và khi kết thúc thì thông báo chúc mừng em đã bao nhiêu điểm và gửi thông điệp là kết thúc. Khi đó con vật nó sẽ ẩn đi một lần nữa. Rồi chúng ta kiểm tra sang động vật nhé. Để động vật đây này. Chuyển cho con vật nhé. Ban đầu tiên thì con vật nó sẽ gì? Chúng ta cho con vật nó sẽ hiện ra ở giữa sân khấu là 0 và 0. Đấy nhé. 0 0 và gì? Và cho con vật nó ẩn đi. Ban đầu cho con vật sẽ ẩn đi. Chúng ta dùng cái lệnh sau đây là cho nó ẩn đi này. Đây, ẩn đi là cái lệnh này, lệnh 2, lệnh ẩn đi. Như vậy là ban đầu tiên thì con vật sẽ ẩn đi. Đấy. Khi nhận được thông điệp là bắt đầu. Đây, chúng ta vào cái này nhé. Khi nhận thông điệp là bắt đầu đây. Thì con vật nó sẽ hiện ra và con vật sẽ hiện ra và sẽ luôn luôn có cái trang phục cùng với cái biến là STT nhá. Đây này, vào đây nhé. Thì khi mà bắt đầu thì con vật nó sẽ chúng ta lập trình cho nó là nó hiện ra. Show hiện ra. Và chúng ta cho nó vào một cái vòng lặp. Cái vòng lặp mà vô hạn lần. Vòng lặp vô hạn lần đây, vòng lặp vô hạn lần. Là như nào? Là con vật sẽ luôn luôn là có cái trang phục trùng với cái biến là STT. Chúng ví dụ của bên chúng ta dùng cái lệnh là looks và lệnh là switch custom to. Đấy.
và tôi luôn là chuyển custom với cái trang phục là trùng với số thứ tự, trùng với cái biến số thứ tự. Chúng ta kéo cái này vào đây. Đó. Thì đây là cái đoạn chương trình mà mô tả khi mà bắt đầu chơi thì con vật nó sẽ hiện ra và luôn luôn là nó chuyển trang phục là STT cho đúng đúng cái phần mà cô giáo đang hỏi. Khi nhận được thông điệp là kết thúc, đây, khi nhận thông điệp là kết thúc trò chơi thì con vật nó sẽ ẩn đi. Chúng ta lại vào cái lệnh này. Lệnh con vật nó sẽ ẩn đi. Đó. Nhưng mà tôi và chúng ta vừa mô tả biết ra cho thử đúng nhất, chúng ta trở lại cho thử này. Đây. Bắt đầu chương trình này. Các em chuẩn bị chơi nhé. Đây là con gì? Thì khi bắt đầu chơi thì con vật nó hiện ra, chúng ta gõ là thỏ. Dù gõ thỏ chữ in hoa, chữ in thường đều đúng hết nhé. Thỏ này. Đúng rồi. Xong bài thứ hai. Đây là cá mập, chúng ta có thể gõ là cá mập. Không sao hết, cá mập vẫn đúng. Hoặc là chúng ta gõ là con cá mập vẫn được nhé. Con cá mập. Vì chương trình đã kiểm tra hai trường hợp rồi. Đúng rồi. Bài thứ hai này, đây là chúng ta gõ sai, tôi gõ là ngựa nhé, thì máy báo là sai. Sai rồi. Làm tiếp tục chúng ta, đây là con bò. Đúng rồi. Đây là con chó, tôi lấy con chó. Đúng rồi. Đây là con thỏ, như vậy thêm. Như vậy là lúc nãy thỏ rồi, bây giờ thỏ nữa nhé. Như vậy cách làm là của chúng ta là nó bị trùng các con vật, không hay lắm. Đây là khỉ, con khỉ. Đúng rồi. Đây là con gì? Đây là con mèo. Con mèo. Phần mềm là không phân biệt chữ in hoa, chữ in thường. Được mà có thế nào cũng được. Đây là con gà. Con gà mái thì phải. Con gà mái. Đúng rồi. Đây là con gì? Con gấu. Đúng rồi. Đấy, chúc em đạt là 9 điểm. Như vậy là kết thúc thì phần mềm cô giáo sẽ thông báo là sau đó là con vật sẽ ẩn đi và kết thúc chương trình. Đó, thì đây là cái trình chúng ta làm xong rồi nhé. Chúng ta ghi lại. Đây là đúng. Tôi ghi lại bài của hôm nay. Nên chúng ta hôm nay là cái bài, hôm nay là bài số 2 nhé. Đây là bài kiểm tra này. Kiểm tra con vật nhé. Mút đi. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau làm, bây giờ chúng ta làm tiếp phần thứ 2 nhé. Bây giờ tôi yêu cầu là gì? Yêu cầu là 10 con vật mà giáo viên lấy ra nó phải khác nhau từng đôi một. Đấy, thì đây là một cái bài toán mà nó khó. Đây là bài toán mang tính thuật toán đấy nhé. Thì chúng ta cùng nhau cái này rất là hay. Bây tôi muốn dạy các bạn cách làm của chúng ta nhé. Cái Scratch nó không có cái lệnh nào để chúng ta tự sinh ngẫu nhiên mà cho chuẩn xác, là chúng ta phải lập trình thôi để làm chuyện đó được nhé. Thì đây tôi xin mô tả các bạn cái cách làm, tức là cái thuật toán mà cần làm là như thế này. Đấy nhá. Bây giờ đầu bài của chúng ta là như thế này. Cái đầu bài của chúng ta là nhé. Đây, cái đầu bài của chúng ta đã có sẵn một cái dãy. Chúng ta đã có cái đề bài như sau nhé. Chúng ta đã có sẵn có một cái list nhé, có sẵn một cái list. Tôi gọi list đó là tức là animal đấy nhé, không trân trọng là animal nhé. Nó làm cái list gồm có là n phần tử, được chưa? Đánh số từ 1 cho đến n, 1 thì 2 cho đến n, được chưa? Đó. Bia đầu bài gì? Đầu bài cần lấy ra 10 câu hỏi, 10 câu hỏi, 10 cái 10 câu vật khác nhau. Chúng ta sẽ lấy ra ngẫu nhiên là 10 cái số hạng từ trong cái bảng bằng animal này nhé. Chúng ta phải lấy ra đưa cái số này vào một cái dãy khác. Chúng ta tạo một dãy A đi. Dãy A này chúng ta lấy ra một cái dãy và chúng ta cần lấy ra là dãy này gồm có là 10 phần tử 1 2 cho đến là 10 nhé. Cần lấy ra các cái phần tử từ cái dãy animal này đưa vào dãy A. Nhưng mà các phần tử này, các số tự này là phải khác nhau từng đôi một. Đó, phải làm như thế nào? Nếu mà chỉ chúng ta cứ lấy ngẫu nhiên, bất kỳ chúng ta lấy ra thì nó sẽ không có thể nó trùng nhau. Thì bài này là cái bài rất là khó nhé. Thì cái làm là như sau này. Cái làm là như sau. Tôi mô tả cho các bạn cái thuật toán làm nhé. Đấy. Cho trước dãy animal này. Bây giờ animal có thể là có 26 phần tử, 25 phần tử không quan trọng. Có số phần tử có thể là bất kỳ. Tôi gọi nó là từ 1 đến n.
Bây giờ cần phải tạo ra là 10. Cần tạo ra dãy A, lấy ra 10 cái chỉ số ngẫu nhiên từ cái bảng animal. Tôi lấy ra 10 cái chỉ số ngẫu nhiên từ các cái dãy số, các từ cái dãy là 1 từ 2 cho đến n nhé. Thì cái làm như sau. À, đây chúng ta mô tả luôn cái cách cái thuật toán luôn nhé, để cho các bạn này chú ý cái này sẽ dùng rất nhiều trong các bài tập khác nhau nhé. Đây. Cái thuật toán hay cái cách tạo ra là 10, là cụ thể là 10 đấy nhé. Còn có thể chúng ta sẽ thực tế chúng ta có thể làm bất kỳ, không phải là 10, có thể là 3 4 5 6 7. 10 cái số hạng hay 10 phần tử khác nhau từng đôi một. Từng đôi một nhé. Mà phải là ngẫu nhiên cơ. Ngẫu nhiên. Từ cái dãy sau đây, từ cái dãy là cái dãy là 1, 2, 3, N đó. Mà đưa vào bảng A. Đưa vào cái bảng A. Đấy. Thế cách làm như nào? Thì bây giờ chúng ta phải tạo ra một cái dãy mới là A, sau đó chúng ta sẽ phải sinh ra cái dãy A cũng có 10 phần tử, chúng ta phải sinh ra 10 cái phần tử đó ngẫu nhiên nhé. Thì cái làm như sau này, để tôi mô tả các bạn cách làm. Chúng ta làm một lần mà các bạn phải nhớ nhé, là như sau này. Là như sau nhé. Bây giờ chúng ta làm như sau này, chúng ta sẽ bước 1 là chúng ta tạo một cái dãy phụ có tên là tem đi. Tem là tạm thời. Dãy phụ này là cái dãy phụ dùng để hỗ trợ cái việc sinh cái phần tử vào A nhé. Bước thứ hai là chúng ta sẽ đưa vào cái dãy tem này, các phần tử sau đây. Các phần tử là 1, 2, 3 cho đến gì? Cho đến n. N là cái là độ dài của cái dãy là animals. Như vậy là tem là một cái dãy cho tạo ra có cái độ dài bằng chính cái animals và trước cái phần tử là cái số tự của dãy animals là 1, 2, 3 cho đến n nhé. Nhưng mà cái dãy tem là cái dãy phụ rất quan trọng. Được rồi. Bây chúng ta làm tiếp như sau này. Đây. Chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta sẽ làm tiếp như sau. Chúng ta sẽ cái thuật toán để mà chúng ta tạo ra cái dãy A như sau. Chúng ta làm như sau là chúng ta sẽ đây. Chúng ta sẽ phải xóa, đó chính là xóa toàn bộ nội dung của dãy A đi đây. Dãy A cho A trở thành một cái dãy rỗng này. Rồi, chúng ta làm như sau nhé. Đây tôi mô tả các cái một cái đoạn thuật toán đơn giản để chúng ta thấy là chúng ta có thể làm được. Nhé. Là như sau này. Lặp 10 lần đúng không? Chúng ta làm như sau này, chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta lặp 10 lần. Cái thuật toán là như sau, cái thuật toán sinh A là như sau. Rất dễ hiểu thôi. Chúng ta là lặp 10 lần nhé, lặp đúng 10 lần. Lặp 10 lần. Rồi. Chúng ta làm như sau này, lặp 10 lần nhé. Rồi, chúng ta làm như sau. Mỗi lần như vậy chúng ta làm như sau, chúng ta đặt ca. Chúng ta đặt ca bằng 3 là một cái số ngẫu nhiên. Số ngẫu nhiên trong cái khoảng từ 1 đến cái độ dài length, độ dài của cái dãy tem. Đấy. Chúng ta lấy k làm số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ trong cái dãy tem, trong cái độ dài của dãy tem từ 1 đến len của tem. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ bổ sung cái phần tử thứ k của tem vào A. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ xóa phần tử thứ k của tem đi. Thì đây chính là thuật toán
Toán này bảo đảm là sinh được 10 phần tử ngẫu nhiên lấy từ tem nhé. Mà từ tem chính là lấy từ cái bảng animals nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy phần tử đó cho nó đưa vào A. Lấy xong rồi chúng ta xóa đi khỏi tem và lặp lại cái đó 10 lần. Thì lần sau lặp lại thì K là số phần tử ngẫu nhiên từ 1 đến len của tem nó bị xóa phần tử K rồi, phần tử phía trước rồi, cho nên nó không lặp lại nữa. Lần cái lệnh này bảo đảm rằng chúng ta luôn luôn lấy ra được 10 phần tử ngẫu nhiên mà khác nhau từng đôi một từ cái bảng animals. Đấy. Được chưa? Đây chính là cái thuật toán rất quan trọng nhé. Cho thấy là dùng nó rất nhiều ở trong tất cả mọi nơi mọi chỗ, ở trong các cái phần mềm của Scratch nhé. Bây giờ tôi quay lại bài này. Bây giờ tôi sẽ mở rộng cái bài toán này ngay bây giờ. Tôi mở rộng ra bài này, tôi muốn là gì, tôi sửa một chút như sau. Tôi sẽ sửa làm sao cho là gì? Làm sao cho đây ở tôi sẽ phải sửa là tôi vào cái A đây nhé, cô giáo đây. Ở đây này. Chúng ta sẽ không đơn giản, chúng ta sinh ra như này, tức là cứ lặp 10 lần và sinh ra cái này lấy ST là ngẫu nhiên lấy từ cái bảng animal nhé, là không đúng. Nó sẽ bị lặp lại. Bây giờ chúng ta phải làm lại cái này. Làm như sau này, chúng ta sẽ tạo ra hai cái chúng ta sẽ tạo ra hai cái list. Một cái là tên là tem, một cái là tên là A. Cái bảng A, cái dãy A chính là chứa 10 câu hỏi, 10 cái số thứ tự khác nhau từng đôi một từ cái bảng animals. Đấy. Thì cái dãy A đó là chứa 10 cái bộ dữ liệu là dùng để kiểm tra. Đó. Thế làm như sau. Đây, bây giờ chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta tạo ra hai cái dãy. Một cái dãy đặt tên là tem. Và dãy thứ hai đặt tên nó là A. Như vậy là A và là như vậy A. Tem là một cái dãy phụ dùng để tem là cái dãy phụ dùng để sinh ra cái dãy A. Dãy A là dãy là đích của chúng ta, dãy A là dãy chúng ta sẽ cùng để chứa 10 số thứ có con vật. 10 có con vật nhé, 10 thứ tự có con vật mà nó khác nhau từng đôi một mà là ngẫu nhiên lấy từ cái bảng animal ra. Và chúng ta sẽ dùng chính các cái phần tử của bảng A dùng để kiểm tra cái bài này. Đó, bảng A chúng ta sẽ có 10 phần tử. Lấy từ lấy từ 1 cho đến độ dài của bảng animals. Rồi. Thì cái việc này chúng ta sẽ đưa vào một cái cách mà chúng ta tạo ra cái dữ liệu này, chúng ta sẽ đưa vào một cái thủ tục. Đặt luôn đây nhé. Cái thủ tục này sẽ hiện ngay ở sau khi mà chúng ta hiện ở đây. Rồi, thì tôi đặt tên thủ tục này, đặt tên là init data, rất quan trọng nhé. Đây, tôi vào cái my blocks của giáo viên này, tôi tạo ra một cái block, tạo ra một cái thủ tục, đặt tên là init data. Thì thủ tục này có ý nghĩa như sau, có ý nghĩa là chúng ta sẽ dùng thủ tục này, chúng ta tạo ra cái dãy A rất quan trọng nhé. Đó. Thì cái thủ tục này là thủ tục dùng để tạo ra cái dãy A. Thì khi mà chúng ta giáo viên đây này, khi giáo viên bắt đầu chương trình thì giáo viên sẽ dùng lệnh này, chúng ta sẽ sinh ra đây, đưa vào đây. Hoặc chúng ta đưa vào đây cũng được, Đây. Đấy, như vậy là khi bắt đầu chơi thì giáo viên sẽ dùng cái lệnh init data để sinh ra cái bộ dữ liệu cho bài kiểm tra. Cho giáo viên mới làm. Rồi bây giờ tôi mô tả nhé. Mô tả cái đây là toán này rất là quan trọng, cái init data này chính là cái phần mà tôi vừa cho các bạn xem, chính là cái phần này này, đây này, chính là cái chỗ này nhá. Đấy, đây này, đây chính là tất cả, đây chính là cái phần mà chúng ta sẽ dùng ở trong cái phần init data. Bây giờ tôi làm các bạn xem nhé. Lệnh đầu tiên là chúng ta sẽ phải xóa đi các cái dữ liệu trong cái bảng, trong cái dãy A và dãy tem. Đây chúng ta dùng cái lệnh là delete on off A nhé. Sau lệnh thứ hai là delete on off tem, xóa đi tất cả cái dữ liệu thừa của lần trước nhé. Và chúng ta làm lại từ đầu. Thì chúng ta làm hai bước. Bước một là chúng ta sẽ nhập dữ liệu, đưa dữ liệu các số từ 1 đến n vào cái bảng tem như sau. Chúng ta tạo ra một cái đây, chúng ta tạo ra một cái dùng lại được, dùng chính lại được cái này, cái biến này dùng để ta để sinh ra cái bộ dữ liệu ban đầu nhé. Là coi như đây là một cái biến phụ cũng được. Rồi chúng ta đặt là stt bằng 1
Được chưa? Rồi, sau đó chúng ta sẽ lặp. Lặp bao nhiêu lần? Lặp đúng chiều dài của cái bảng animals. Tôi vào cái lệnh control, tôi dùng lệnh là repeat nhé. Repeat bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần? Repeat chính bằng cái số lần, chính là cái độ dài của cái bảng đây, và length, length của cái bảng là animals. Đây, bảng này. Đấy. Bảng chúng ta là có hiện nay có 26 phân tử, thì chúng ta đưa vào cái bảng kem là cơ số từ 1 đến 26. Đấy, lặp là length của animal. Các bạn đã hiểu chưa? Animal nhá. Rồi, chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ bổ sung. Đây. Add cái STT này. Đây là STT, đây là 1 nhá. Add số này, add số STT này vào cái bảng tem, vào cái dãy, vào cái dãy tem. Đây, vào cái dãy tem. Đó. Vào cái dãy tem. Đây. Sau đó chúng ta sẽ trên tem bài 1, trên cái STT bài 1. Đó. Thế không nào? Thì đây này, cái chỗ này này, cái chỗ này chính là cái đoạn chương trình là gì? Tạo ra tạo ra cái dãy tem có các giá trị là 1 2 3 4 đến 26 đến chiều dài của cái bảng animals nhé. Chúng ta đặt ST bằng 1 nhé, bổ sung ST vào tem xong tăng ST lên một đơn vị. Cứ như vậy lặp, như vậy lặp. Lặp ở đây là bao nhiêu lần? Lặp là length của animal lần. Thì cái lệnh này, cái đoạn lệnh này chính là lệnh là chúng ta sẽ tạo ra một cái dãy các phần tử trong tem từ 1 đến 26. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ tạo ra cái dãy A bằng cái sau đây. Đây này. Lặp 10 lần này. Xong cái này đấy, tôi làm lại nhé. Đây. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra cái dãy A bằng cách là chúng ta lặp 10 lần. Đây, chúng ta repeat 10 lần. Được chưa? Thì các bạn như sau này. Chúng ta sẽ lần lượt như sau. Bước 1 là chúng ta đặt cái STT. Dùng bế STT để biến làm nhé. Đặt STT là cái phần làm cái chỉ số ngẫu nhiên từ 1 đến length của tem. Đây, chúng ta đặt cho này một cái số ngẫu nhiên từ 1 đến chiều dài của cái bảng tem. Đây, đến chiều dài của cái dãy tem. Chúng ta thay vào đây. Length của tem nhá, của tem. Đó. Đây này. Đấy. Sau chúng ta sẽ bổ sung cái ST này vào bảng A. Chúng ta sẽ add cái phần tử STT của tem. Chúng ta sẽ add cái gì? Add kia đây, add cái phần tử thứ STT của tem. Đây, STT đây. Phần tử thứ STT của tem. Đấy. Vào bảng A. Đấy. Sau đó chúng ta xóa đi cái phần tử thứ ST đó của tem. Chúng ta là dùng cái lệnh tiếp theo là delete để lần sau nó không lặp lại nữa. Delete này. Delete là đây tem này. Delete phần tử thứ STT của tem. Phần tử thứ STT của tem. Đó. Thế chưa nào? Đây này, nhắc lại nhá. Lặp 10 lần này. Chúng ta lấy ST là một cái chỉ số ngẫu nhiên từ 1 đến độ dài của tem. Xong đưa phần tử đó, ST đó của tem nó vào A nhé. Và sau đó là xóa phần tử đó đi khỏi tem. Thì sau 10 lần thì các phần tử, các cái số ST này nó sẽ là gì? Nó sẽ trùng nhau, nó sẽ khác nhau từng đôi một và tạo ra đúng cái dãy số mà chúng ta cần thiết. Thì đây chính là cái chương trình, đây là cái thủ tục để mà sinh cái số thủ tục để mà gì? Cái thủ tục để mà sinh cái bộ các cái phần tử của cái để chúng ta cần kiểm tra học sinh. Đấy. Đây cái phần là phần trước tôi nói các bạn này, nó hơi khó một chút đúng không nào? Cái này là hơi khó các bạn đấy, hơi khó đấy. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái bảng A, cái dãy A này dùng để làm dữ liệu đầu vào cho cái bài toán của chúng ta. Chúng ta phải sửa cái này đi. Đây. Sửa cái này nhá. Đây. Đấy. Được chưa? Thì với cái bài này chúng ta sửa như sau này. Chúng ta sẽ lần lượt lấy các phần tử của cái bảng A ra và đưa vào cái bài kiểm tra của học sinh nhé. Rồi cho làm như sau này. Chúng ta sẽ giúp dùng biến ST thôi nhé. Chúng ta làm như sau này, các bạn chú ý chỗ này nhé. Chúng ta làm tôi sửa một chút thôi, không nhiều. Chúng ta sẽ đặt là STT ban đầu là 1. ST bây giờ không phải là cái số thứ tự của cái dãy A. Dãy A là dãy dùng là dãy A là cái dãy mà đã chọn ra các cái số hạng ngẫu nhiên trong cái
trong cái số tự của cái con vật rồi. Đấy, bắt đầu là một nhá, bắt đầu là một. Rồi, tôi để ở đây này, để sau cái này này. Đấy. Và lặp là 10 lần. Lặp 10 lần hay là đúng hơn là lặp chính theo độ dài của A. Tôi dùng luôn cái này, tôi vào cái độ dài, tôi vào dùng cái lệnh là đây là length đây này, đâu nhỉ? Length của A, length của A đây. Lọc theo độ dài của cái dãy A đây, len của A. Được chưa? Đấy, thì bây giờ cái này nó sẽ mất, không có ý nghĩa nữa nhé. Để tôi, phần này tôi để ra ngoài nhé, để những cụ ở đây. Và cái phần này tôi tách ra ngoài. Đấy, để làm sao nhé. Thì ở đây chúng ta không cần cái này nữa nhé, và chúng ta làm như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ tách cái này ra. Đấy. Và chúng ta vẫn đưa cái này vào đây. Đây là con gì? Input bằng cái này nhé. Và kiểm tra ở đây này, kiểm tra xong rồi chúng ta sẽ kiểm tra xong một người, chúng ta tăng cái ST lên một đơn vị. Chúng ta dùng cái lệnh đây, dùng cái lệnh là change STT lên một đơn vị. Đây, STT lên một đơn vị nhé. Và đưa nó vào cuối chỗ này. Đấy. Xong như vậy là đặt ST vào một này, kiểm tra từng con một, từng con vật một, và tăng ST lên một đơn vị. Cứ như vậy làm lặp đúng là 10 lần thì làm vừa vặn là xong nhé. Nhưng mà bây giờ chỗ này sẽ khác đi này, chỗ này sẽ phải sửa lại cái chỗ này này, phải sửa lại không phải là ST của animal nữa mà chúng ta sẽ phải làm lại nhé. Đây, bây giờ con vật mà chúng ta muốn để kiểm tra không phải là ST nữa mà là cái phần tử ST của A cơ, nhưng cần phải sửa chỗ này lại. Chúng ta sẽ sửa lại này, chúng ta sẽ phải lấy cái phần tử là phải lấy ra là cái là phần tử đây, phần tử thứ ST của A. Cái này này nhé. Bây chúng ta sẽ copy cái này ra. Copy cái này, đưa cái này ra đây. Đấy, của A. Đấy. Và chúng ta sẽ đưa cái này vào đây. Đây. Cái này chúng ta sẽ thay vào đây. Đấy, đưa vào đây là 1 này. Đấy. Và đưa cái này vào đây là 2. Chỗ này là hơi khó đấy nhé. Đây. Đấy. Vậy bây giờ chúng ta nó không phải là nhưng nãy nữa không phải là cái không phải là phần tử là ST của animal mà là ST của A, sau đó mới là item của animal. Vậy chúng ta ST là số tự của câu hỏi của ta sẽ là 1 2 3 4. Câu hỏi số 1 thì lấy phần tử thứ nhất của A ra làm số thứ tự. Làm cái số mà chỉ vào cái con vật đó nhé. Chúng ta ghi vào đây. Đấy. Đấy, nhưng mà tức là chúng ta xong rồi và chúng ta sẽ sửa nốt ở phần bên kia là xong, sửa cái phần động vật ở đây. Thì đây không phải là ST nữa. Cho nên chỗ này sẽ sửa lại, chỗ này sẽ là gì? Chỗ này sẽ sửa lại là item, là cái này này. Đó, là cái này. Như vậy là A chính là cái 10 cái số thứ tự, 10 các cái số tự có con vật được lấy ra ngẫu nhiên trong toàn bộ các con vật của chúng ta. Như vậy cụ thể ở đây là gì? Ở đây chúng ta là con vật chúng ta đã số từ 1 đến 26. Thì cái A là lấy ra là 10 cái số ngẫu nhiên khác nhau từng đôi một của 1 và 26, từ 1 đến 26. Được chưa? Chúng ta kiểm tra lại nhé, đúng không nhá? Cái bài này là cái phần này là phần khó, chúng ta kiểm tra lại này. Bắt đầu nhé. Con gì đây? Tôi viết là con lợn nhưng đúng không nhá? Con lợn này. Con lợn. Đúng rồi. Đây là con cá mập đúng không? Đây là cá mập hay là cá gì nhỉ? Con cá mập. Đúng rồi. Đây là con tê giác. Đúng rồi, đây là con cá, nó sẽ báo sai, con cá sẽ báo sai, sai rồi, đúng không nào? Đây là con mèo, sẽ báo là sai. Đây là con thỏ, đúng rồi. Đây là cá voi hay cá heo nhỉ, cá heo à, cá voi, không phải cá voi. Đây là cá gì nhỉ? Tiếng Việt là gọi gì nhỉ? Cá heo à? Cá voi chắc là sai rồi. Đây là con voi chắc là đúng nhé, con voi. Đúng rồi. Đây là con lạc đà. Đúng rồi. Đây là hươu cao cổ. Đúng rồi. Chúng em đạt là 7 điểm. Như vậy là cái bài này chúng ta đã làm lại và cho mở rộng ra một chút thôi, nhưng mà cái phần mở rộng rất là khó. Thì bảo đảm rằng là chúng ta lấy ra đúng một con vật là luôn là khác nhau từ một, bảo đảm không bao giờ trùng nhau. Thì các bạn chú ý cái thuật toán này nhé, chú ý cái đây này.
Đây chính là cái rất quan trọng, đây chính là cái thuật toán. Đây, để sinh ra cái bộ dữ liệu cái bộ dữ liệu 10 con vật được lưu vào cái bảng A và cái dãy A. Dãy A sẽ lưu là 10 cái số tự có con vật và khác nhau từng đôi một của cái mảng animals. Và cái làm chúng ta sẽ phải tạo một cái bảng phụ là bảng tem. Rất quan trọng. Cái dãy phụ là cái dãy tem. Đóng vai trò là cái dãy trung gian, nhưng mà nó bảo đảm là chúng ta sẽ làm được bài toán này. Được chưa? Nhưng mà đây là bài số 2 nhé, mình tôi ghi ra bài số 2, bài này là bài rất quan trọng, vì cái phần mà tôi vừa mô tả đây là cái phần mà đóng vai trò rất quan trọng trong tất cả các bài tập khác nhé. Như là kiểm tra này. Kiểm tra con vật nhé. Con vật, và đây là kiểm tra chính xác. Sinh ra có con vật là hoàn toàn chính xác. Được chưa? Đấy. Rồi. Phần này một số bạn sẽ cảm thấy khó hiểu, nhưng các bạn tải cái phần mềm này về, tải cái phần mềm, các bạn xem kỹ lại chương trình nhé. Đối với một số bạn, nhất là các bạn trẻ đấy, học sinh tiểu học, thì cảm thấy sẽ hơi khó đấy, hơi khó cái phần này. Nhưng mà cái phần này là phần rất quan trọng. Đây chính là cái thủ tục hay là cái hàm thủ tục để mà chúng ta sinh ra cái bộ dữ liệu đó. Bây giờ tôi sẽ làm sang cái mô tả sang cái bản khác. Cái bản này thậm chí còn khó hơn cơ. Đây, bây giờ tôi làm cái bản khác như sau này. Vẫn là cái bộ dữ liệu là các con vật thôi, nhưng mà tôi làm cái bản sau đây. Bây giờ chúng ta cùng nhau thiết kế một cái chương trình khác, nhưng một cái bản khác nhé. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau làm thử một cái bản khác. Cái bản mới nhé. Vẫn là cái chương trình là kiểm tra kiến thức có con vật thôi, nhưng mà chúng ta tạo một cái bản mới sẽ hay hơn, khó hơn. Cái bản mới như sau này nhé. Như sau nhé, là cũng là giáo viên thôi, giáo viên thì ở trên màn hình là như này nhé. Tức là bây giờ trên màn hình sẽ hiện ra không phải là một con vật mà là ba con vật này, và giáo viên sẽ hỏi là con voi là con nào. Chúng ta sẽ phải trả lời bằng cách là chúng ta nháy chuột với con voi. Nếu nháy sai thì là sai luôn, thì chuyển sang bài tiếp theo. Còn nháy đúng thì máy báo là cô giáo nói là em làm đúng rồi. Đấy, tôi lấy ví dụ như cái bản sẽ mới như sau. Trên màn hình sẽ hiện ra đồng thời là ba con vật khác nhau từng đôi một. Ví dụ tôi lấy ví dụ nhé, đây là một con vật thứ nhất này. Đây là giáo viên này. Đây là giáo viên đứng ở góc nhé, ở một góc màn hình nhé. Đây, màn hình đây. Trên màn hình hiện ra là ba con vật, không phải là một con. Ví dụ đây là con mèo ở đây. Đây sẽ là con chó ở đây. Đây sẽ là con gà, tôi không biết chính xác đây con gà. Như vậy có ba con vật. Đấy, giáo viên sẽ hỏi một cách ngẫu nhiên thôi. Giáo viên sẽ hỏi như sau, hỏi là con gà là con nào. Đấy. Em sẽ phải quan sát cái vật này mà chúng ta nháy chuột vào con đó. Nhưng chúng ta phải biết con vật đúng không? Chúng ta nháy vào gà thì giáo viên nói là đúng rồi, em giỏi lắm, và chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Còn chúng ta bấm một chó thì giáo viên nói là em sai rồi. Và chương trình sẽ kết thúc sau 30 giây. Chương trình này sẽ không phải số lượng câu hỏi sẽ làm là không hạn chế số lượng câu hỏi, miễn là kết thúc sau 30 giây. Chương trình kết thúc sau 30 giây. Thì kết thúc thì giáo viên sẽ thông báo điểm cho học sinh. Để mỗi một câu hỏi mà đúng thì được một điểm, làm sai thì được không điểm. Được chưa? Đây, các bạn thấy cái bản này hay hơn là ta có thể nhìn thấy cùng một lúc, là nhìn thấy chiếc con vật trên màn hình, nhìn thấy ba con vật trên màn hình, một con ở bên trái, một con ở giữa, một con ở bên phải nhé. Và chúng ta chỉ có một cái bộ dữ liệu thôi. Đấy, thì chúng ta làm như thế nào? Đấy, cái bài này là bài khó hơn rất nhiều lần nhé. Bài này là một bài rất là khó. Đấy, thì cái bài này là cái bài mà trong cuốn sách là thiết kế phần mềm giáo dục volume 1 của tôi đấy. Các bạn có thể mở ra xem, nó có cái giải bài này đấy, mà tôi cùng giải các bạn nhé. Đây là cái bài mà theo tôi là khó, vì chúng ta bắt buộc phải sử dụng kỹ thuật là phân thân hay là clone.
chúng ta phải tạo ra 3 clone cho con vật này. Đấy. Vật này, và chúng ta tạo ra 3 con vật này, và chúng ta như vậy là con vật có một số thứ tự, mà chúng ta phải sinh ra được 3 cái số thứ tự khác nhau từng đôi một trong số là 26 con vật. Chúng ta tạo ra một cái, tạo ra 3 clone, 3 cái phân thân của 3 con vật đó, của vật đó. Và clone 1 thì gắn cho cái nhân vật này, do sự là nhân vật 2 là gắn cho cái tự này, nhân vật 3 là với cái này, và chúng ta hiện trên màn hình theo đúng cái tự này. Đấy, mà sau đó giáo viên sẽ hỏi, và như vậy giáo viên phải biết trước là con vật nào gọi là con vật đúng nhé. Ba con vật trong đó là có một con mà giáo viên định hỏi, mà cái con vật đó là con vật định hỏi đó là phải làm con vật là ngẫu nhiên trong ba con. Chứ lúc nào là con ở giữa thì là không đúng, mà lúc thì ở giữa, lúc thì ở bên phải, lúc bên trái thì mới đúng. Đấy, như vậy bài này là bài nó có rất nhiều những cái tư duy về mặt logic, chúng ta phải thiết kế cái chương trình, được chưa? Mặc dù nó cũng khá đơn giản. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả cái lời giải cho đó nhé, và các bạn sẽ cùng quan sát, cùng làm với tôi, và chắc chắn là nhiều bạn chưa hiểu ngay đâu. Thì chúng ta cứ quan sát và cứ làm thử theo, thì sau đó các bạn sẽ, sau này các bạn sẽ hiểu. Và các bạn mà chưa thật thì các bạn sẽ về nhà các bạn xem lại cái cuốn sách mà tôi viết ấy, mở ra xem, thì trong đó tôi có viết cái giải trong đó. Đấy nhé. Thì như vậy chúng ta làm như sau, chúng ta phải, bài này phải làm rất nhiều việc. Chúng ta phải làm như sau này, bây giờ tôi mô tả cái gợi ý hay là cái thiết kế chung của chương trình là như này nhé. Là như này. Bây giờ là chúng ta phải làm rất nhiều việc đấy, rất nhiều việc. Một là các việc cần phải làm này, các việc cần làm này. Thứ nhất là chúng ta phải có một cái như nào bây giờ nhỉ? Chúng ta phải tạo ra một cái dãy, một cái list A. Cái list A này là cái list nó chỉ lưu 3 phần tử thôi, nó lưu 3 phần tử, lưu 3 cái số thứ tự, 3 cái phần tử. Mà phần tử là khác nhau từng đôi một, khác nhau từng đôi một, từng đôi một nhá, từng đôi một, dùng để hiện 3 con vật trên màn hình, dùng để hiện 3 con vật trên màn hình, 3 con vật trên màn hình, được chưa? Đấy, như vậy là cái A1 chính là cái số tự của con vật đầu tiên là ở trên này, đây là A1 này. Con vật thứ nhất nhé. A2 là vị trí con vật thứ hai nằm ở vị trí này. Đấy. Và A3. Đấy. Nhưng mà chúng ta phải có cái một chương trình để sinh ra cái dãy A. Thì cái sinh dãy A giống hệt lúc nãy chúng ta sinh ra, lúc nãy là cái dãy A chúng ta là có 10 phần tử, bây giờ này có 3 phần tử, chúng ta lặp lại cái phần lúc nãy thôi nhé. Đấy. Rồi việc thứ hai cần làm là chúng ta sẽ phải tạo ra, phải có cái trong 3 nhân vật này thì có một nhân vật, trong 3 con vật này có một con vật là chính là đáp số của bài toán, thì đáp số đó chúng ta đặt tên là p correct đi, hay là đặt tên là p là cái vị trí đi, là p correct là cái vị trí con vật mà muốn hỏi, đúng không nào? Thì cái p correct như này, cái p correct này nó sẽ là ngẫu nhiên từ 1 đến 3. Ngẫu nhiên là từ 1, trong khoảng từ 1 đến 3. Đấy. Thấy chưa? Thì cái vị trí này chúng ta cũng phải sinh, nó nằm trong cái bộ dữ liệu chúng ta cần làm. Đấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải có một cái bộ để mô tả cái vị trí của ba cái vị trí này. Đấy. Cái vị trí cần phải nhé. Thì chúng ta có thể cố định cái y, chúng ta cần vị trí x thì thôi, thì chúng ta cần thêm cái mảng nữa, là cái dãy nữa, là cái dãy để có đặt tên là x list nhé. X list là cái dãy mô tả cái tọa độ x của ba con vật, được chưa? 3 con vật của chúng ta. Thì chúng ta sẽ dạy trước cái này. Thì một cái bộ này là cái bộ mà chúng ta nó sẽ à, rồi
nhá. Thì đây bây giờ tôi cùng làm các bạn luôn này, và con vật của chúng ta sẽ phải sinh bằng clone, chứ không phải là con vật thực sự đó. Chúng ta sinh clone thì nó là hơi phức tạp một chút, rồi tôi sẽ làm cho các bạn xem nhé. Phần này là khó với chúng ta, phần này là tôi nói khó nhé. Đây bây giờ chúng ta sẽ làm sao nhỉ, bây giờ chúng ta sẽ new cái mới đi, chúng ta sẽ new một cái mới, là làm cái file mới đi nhé. Bây giờ chúng ta như thế, bây giờ tôi vẫn thế, tôi bổ sung vào đây kia ăn từ đầu, cũng là cái đây là animal nhé. Rồi tiếp theo là như sau này, tiếp theo là tôi sẽ tạo ra một cái bảng là bảng animal. Tôi tạo ra cái bảng này, tạo ra cái bảng là animal nhé, và tôi nhập thông tin import nó vào từ cái file của tôi, file động vật đây. Đấy, thì như vậy là cái bảng làm xong nhé. Thì tôi sẽ làm tiếp theo này, tôi cần cái bảng tiếp theo là cái bảng A, là thực sự là cái dãy A, là dãy này, dãy A là dãy dùng để tạo cái bộ dữ liệu ngẫu nhiên. Rồi tiếp theo nữa là tôi tạo cái dãy là cái dãy tem dùng để sinh dãy A. Vậy tôi cần dãy tem nhé. Và tiếp theo tôi cần một cái bảng nữa, là cái dãy nữa là cái dãy có tên là xlist, là tọa độ của ba con vật trên hàng ngang. Tọa độ x của ba con vật, tọa độ y tôi sẽ cố định lại, còn x thì tôi nhé. Sự x thì tôi có thể tôi nhập luôn đây nhé, cho nó cố định lại nhé. Xlist này, xlist này thì vị trí đầu tiên có thể nằm ở chỗ này này, nằm ở đây này, vị trí thứ hai này. Các con vật này tôi phải được phải nhảm được kích thước như nhé, cho nó bé lại cho nó đẹp nhé. Đây là một nhé, đây là hai, đây là ba. Như vậy ở đây sẽ là x bao nhiêu, x ở đây nó sẽ bằng là x ở đây sẽ là hai, sẽ là -133, ở vị trí giữa này là không, ở vị trí này là coi như là 120 đi nhé. Như vậy của nó sẽ là ba cái, nó sẽ là gì, là -120, vị trí thứ hai là 0 và vị trí thứ ba là 120. Đấy, chúng ta sẽ tìm hiểu sau có thể chỉnh số lại chỗ này, nhưng mà ba con vật đó là nằm ở tọa độ x thì ở bên trái là -120, có thể di chuyển một tí ta sửa sau, ở giữa là không là hiểu rồi, ở bên phải là 120. Rồi chúng ta tạo xong rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập chương trình nhé. Chúng ta đưa vào chương trình là thêm một người nữa là giáo viên. Giáo viên sẽ nằm ở đây, được chưa? Rồi bây giờ như sau nhé, phần này, bài này là khó đấy, bài này là không dễ đâu, nhưng mà tôi cùng nhau các bạn nhé. Thì bây giờ tôi đầu tiên tôi lập trình cho con vật đã, tôi sẽ cho nó bé lại, con vật để hơi to quá, tôi muốn cho nó bé lại để nó vừa nằm gọn, nằm ở đây. Đây là một con vật 2, 3, tôi sẽ cho nó bé lại. Đây tôi vào chỗ này ban đầu đấy nhá, thì tôi đặt cho nó, đặt cái looks này cho nó bé lại, đặt set size bằng cho nhỏ lại nhé, bằng là 60% thôi, 60, xong bé lại từ nào nhé. Đấy, bé quá, để là 70 đi, 70. Rồi như vậy là một con ở đây này, một con ở giữa, một con ở bên này nhé. Đấy, chúng ta tạo ra ba cái con vật này. Thì cái việc sinh con vật nào tôi làm sau nhé. Một con vật đó nó phải sinh ra, nó phải có cái, nó phải chuyển sang cái nó phải chuyển sang cái gì nhỉ, chuyển sang chuyển sang cái trang phục theo đúng số tự nằm trong cái dãy A, được chưa? Bây giờ tôi vào việc đầu tiên của tôi vào đây và tôi sẽ đây, ở đây tôi sẽ tạo ra cái dùng để tôi sinh dữ liệu nhé. Đây đây nhé, không, bây giờ tạo ra các dữ liệu đó nhé, tạo ra các cái bộ dữ liệu mà tôi cần thiết này. Đầu tiên là tôi tạo ra cái dữ liệu là k này là cái biến phụ để dùng để trông cho rất nhiều việc. Sau đó tôi tạo ra cái biến rất quan trọng là biến là p correct nha. Đây là số tự của con vật mà tôi muốn dùng để kiểm tra. Số này là số là sinh ngẫu nhiên từ 1 đến 3 nhé. Rồi tiếp theo là tôi tạo ra cái dãy p correct rồi nhá. Tôi tạo ra một cái biến nữa để mà đủ chưa nhỉ, đã đủ chưa, tôi dùng tôi làm sau nhé. Đây thì đầu tiên là trong cái vật này tôi sẽ tập trình trước này nhé. Thì bắt đầu vào chương trình này. Đấy. Thì cũng như vậy tôi sẽ viết một cái chương trình.
À, tôi đặt tên là thêm một cái biến nữa là biến biến là biến là biến score đúng không? Biến score là điểm số. Đây, tạo biến score là điểm số và không hiện trên màn hình. Biến score là điểm số. Đúng rồi nhé. Thì đầu tiên giáo viên sẽ bắt đầu trình, giáo viên sẽ đặt cái score bằng, đặt score bằng 0. Đấy. Giáo viên thông báo là em chuẩn bị làm bài kiểm tra. Đây, đúng rồi nhé. Em chuẩn bị làm bài kiểm tra, làm bài kiểm tra kiến thức. Đấy, được chưa? Và sau 2 giây thì bắt đầu thì như sau, giáo viên sẽ gửi thông điệp là bắt đầu, giống như lúc nãy. Cách làm giống như lúc nãy, chúng ta gửi thông điệp đây, giáo viên gửi thông điệp là bắt đầu. Đấy, bắt đầu nhé. Bắt đầu. Thì khi bắt đầu rồi thì giáo viên sẽ làm như sau này nhé. Sẽ giáo viên sẽ lặp mà sẽ làm liên tục. Đây đề bài của tôi là tôi sẽ làm cái này, bài này tôi làm là yêu cầu làm theo đúng, làm theo đúng là 30 giây đúng không? Thì phải như sau. Khi bắt đầu tính thời gian. Đấy, tính thời gian nhé. Thì như sau này. Đây, tôi cùng các bạn chúng ta làm nhé, hơi phức tạp một chút nhé. Bây giờ chúng ta tạo cái biến là biến thời gian. Đây, về mất công một tí nhé, chúng ta tạo cái biến là biến time, biến thời gian. Thời gian nhé. Đấy. Thì nhân vật chúng ta cho cái thời gian, chúng ta thời gian này sẽ điều khiển thời gian sẽ là sân khấu, chúng ta vào sân khấu đi. Đấy, nhé. Sân khấu là cái nơi mà điều khiển cái biến thời gian. Đây chúng ta làm như sau. Nhé. Khi bắt đầu vào chương trình thì chúng ta đặt cái biến thời gian là 0. Đặt cái biến time là 0, được chưa? Đấy. Khi nhận được thông điệp là bắt đầu thì sẽ bắt đầu đếm, được chưa? Thì sân khấu sẽ đếm tăng biến thời gian lên và dừng lại khi mà thời gian bằng 30 giây. Thì làm như sau, chúng ta vào cái lệnh là gì? Là repeat until. Đây. Đây. Dưới này nhá, repeat until. Đấy. Repeat cái gì? Repeat cái là chúng ta sẽ tăng cái biến time sau sau mỗi một giây. Chúng ta dùng cái lệnh sau đây, dùng cái lệnh là cái biến time, có thể cho nó hiện trên màn hình thì cũng được, hay là không hiện, tôi để hiện màn hình nhé. Hiện trên màn hình. Cái biến time này hiện trên màn hình này. Đấy, biến time để ở giữa đây nhá. Để bên này này. Được chưa? Rồi, và chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ cho nó tăng thời gian. Chúng ta sẽ làm như sau, cái biến thời gian là chúng ta sẽ như sau là wait 1 giây. Và sau mỗi 1 giây chúng ta sẽ tăng cái biến thời gian lên một đơn vị, chúng ta change cái time lên một đơn vị. Đấy. Nhưng mà chờ 1 giây và tăng lên thành một đơn vị, và cái tăng này sẽ dừng lại khi mà cái time này bằng 30. Đấy, chúng ta đặt cái lệnh này. Đấy. Repeat until cái biến time nó bằng 30 thì chúng ta dừng lại. 30 dừng lại. Được chưa? Và thông báo kết thúc. Khi kết thúc chúng ta sẽ gửi một thông điệp là kết thúc. Như vậy là sân khấu sẽ là cái nơi mà thông báo kết thúc, được chưa? Không sao cả, gửi một thông điệp là kết thúc ở đây nhé. Thôi, giáo viên làm cũng được điều này thôi nhé. Bây giờ chúng ta quay sang giáo viên này nhé. Thế nhé, thì khi nhận thông điệp bắt đầu ấy thì giáo viên làm gì? Khi nhận thông điệp bắt đầu thì giáo viên sẽ làm như sau này. Giáo viên sẽ lặp liên tục cái chuyện ra câu hỏi, được chưa? Đấy, thì lặp liên tục cho đến khi nào mà đây giáo viên sẽ làm sao? Giáo viên sẽ lặp liên tục, sẽ dùng cái lệnh là repeat until. Đây, cũng như vậy nhé. Repeat until cái time nó bằng 30 thì chúng ta dừng lại. Đây. Repeat until cái time, đây dùng cái biến thời gian là time bằng 30 thì dừng lại. Đó. Được chưa? Làm cái gì? Giáo viên sẽ làm sao? Giáo viên sẽ làm nhiệm vụ là phải sinh cái bộ dữ liệu. Đấy, chúng ta chú ý nhé, phải sinh bộ dữ liệu đây. Thì chúng ta sẽ phải làm một thủ tục rất quan trọng. Chúng ta tạo một cái thủ tục để sinh dữ liệu đây. Chúng ta tạo thủ tục. Đầu tiên là init data nhé, init data. Thì cái thủ tục này làm gì? Thủ tục sẽ làm hai việc. Một là sinh ra cái dãy A gồm có 3 cái con vật là ngẫu nhiên để hiện trên màn hình.
và sinh ra ngẫu nhiên cái biến là P-Correct, chỉ ra cái vị trí cái con vật mà cần phải học sinh cần phải nháy vào là đúng đấy, chúng ta chú ý nhé. Thì cái data chúng ta sẽ làm hai việc, việc thứ nhất là sinh cái dãy A và việc thứ hai là sinh cái biến là P-Correct. Đấy, chúng ta cái phần này là phần khó, tôi sẽ mô tả nhé. Chúng ta nhớ lại lúc nãy ta làm này. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải xóa đi dữ liệu của bảng của dãy A, xóa đi nó sạch dữ liệu. Sau đó bước thứ hai là chúng ta sẽ xóa đi dữ liệu của bảng tem, rồi sau đó chúng ta sẽ nạp vào cái bảng tem bằng lệnh sau đây, bằng cái lệnh như tôi làm rồi. Chúng ta nhớ lại lúc nãy nhé, chúng ta sẽ vào cái lệnh chúng ta đặt set k bằng 1, nạp biến k này vào cái dãy tem từ 1 cho đến 26. Chúng ta sẽ lặp bao nhiêu lần? Chúng ta sẽ lặp theo chiều dài của cái bảng animals. Đây, chúng ta sẽ lặp theo chiều dài và chúng ta vào cái variable lặp theo cái length, cái hàm length của cái dãy là animal. Đây. Các con vật đây nhé. Lặp như sau này, lặp một cách chúng ta sẽ bổ sung cái phần tử k, cái số tự k vào cái bảng tem, bảng cái dãy tem nhé, chứ không phải dãy A. Đấy, sau đó là ta trên k by 1 đơn vị. Đấy. Thì đây chính là cái đoạn chương trình là gì? Là nạp cái dãy tem các số từ 1 cho đến 26 đến cuối của cái độ dài của cái bảng animals. Đấy, animals nhé, đây. Bước thứ hai là đây là bước 1 là sinh ra cái dãy tem, và bước 2 chúng ta nạp vào cái bảng A để như sau. Chúng ta sẽ bảng A chúng ta dãy A chúng ta chỉ có 3 phần tử thôi. Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ lặp đúng 3 lần thôi. Nhớ lại thì đúng 3 lần thôi nhé. 3 lần thôi. Dãy A chúng ta là chứa 3 phần tử ứng với 3 con vật hiện trên màn hình. Từ trái sang phải. Đó. 3 con vật thôi trong dãy A. Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta nhớ lại cách làm của chúng ta nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ sinh ra cái k là cái số thứ tự ngẫu nhiên của dãy tem. Chúng ta sinh ra cái này, nó là cái số ngẫu nhiên từ 1 cho đến độ dài của tem. Đây, chúng ta vào đây mà cái length của tem. Đấy, sau đó chúng ta sẽ bổ sung phần tử thứ k của tem vào A. Chúng ta dùng cái lệnh là add. S vào A. S cái phần tử thứ K của tem. Là S cái phần tử này này. S cái phần tử này này. Đấy. S cái phần tử thứ K. Đâu rồi? Thứ K của tem. Của tem nhé. Và đưa vào A. Sau đó chúng ta xóa phần tử thứ K đi. Chúng ta dùng cái lệnh xóa. Đây chúng ta dùng cái lệnh là delete. Đây. Delete phần tử thứ k của tem. Bài này tôi vừa làm lúc nãy đúng không? Đây chính là cái đoạn chương trình dùng để sinh ra tạo ra 3 phần tử của cái dãy A. 3 phần tử đó là lấy ngẫu nhiên từ cái bảng từ cái dãy tem, lấy 3 phần tử khác nhau từng đôi một. Như vậy ý của chúng ta sẽ phải lấy ra cái dãy A chính là 3 con vật ngẫu nhiên trong số con vật mà nó khác nhau từng đôi một, là con vật này sẽ được hiện trên màn hình. Đấy nhé. Và đây chính là cái bước tiếp theo. Và bước cuối cùng chúng ta sẽ sinh ra cái dãy cái P-Correct là cái số tự con vật mà đúng mà chúng ta cần. Chúng ta vào đây chúng ta chọn là P-Correct là cái số là ngẫu nhiên từ 1 đến 3. Chỉ ra trong 3 con vật đó thì con vật nào là con vật mà chúng ta muốn hỏi 3. Đấy. Thì đây chính là cái đoạn chương trình để sinh ra cái bộ dữ liệu gốc của chúng ta. Bây giờ cái bộ dữ liệu này tôi sẽ để xuống dưới này và cái này tôi để lên trên này để mô tả nhé. Thì khi mà giáo viên mà nhận thông điệp là bắt đầu thì bắt đầu giáo viên sinh cái bộ dữ liệu và hỏi. Được chưa? Rồi. Giáo viên làm như sau này, giáo viên sẽ việc đầu tiên là giáo viên sẽ init data. Đó. Mỗi một lần như vậy và sinh lại cái bộ dữ liệu khác nhau. Như vậy sinh liên tục cho đến khi nào mà cái thời gian cái time này bằng 30 thì dừng lại thì thông báo điểm cho học sinh. Được chưa? Rồi thì sinh rồi thì giáo viên sẽ hỏi, được chưa? Giáo viên sẽ hỏi bằng cách thì giáo viên sẽ hỏi như sau, giáo viên sẽ ở đây giáo viên sẽ phải khi mà sinh liệu xong giáo viên sẽ phải ra một cái lệnh để yêu cầu có con vật này hiện diện trên màn hình. Tôi sẽ phải gửi một thông điệp
gửi một thông điệp là cho nhân vật của chúng ta, động vật, gửi một thông điệp là hiển thị đi, ví dụ như vậy, hiển thị, chúng ta thông báo là hiển thị trên màn hình, đó, thì gửi thông điệp là hiển thị, đó. Thì thông điệp này sẽ được gửi cho nhân vật là động vật nó sẽ hiển thị ba con vật ở đây và ở đây, và giáo viên sẽ hỏi, ví dụ như là con này là con vật này là con vật này là con nào, con vật này ở đâu, con vật này là con nào, đúng không? Giáo viên sẽ hỏi bằng lệnh này, bằng lệnh không phải lệnh câu hỏi mà là chỉ thông báo bằng chữ thôi. Giáo viên dùng cái lệnh là say, đây say nhé, là con này là con nào, đấy, là ba con vật là con vật thứ pecorax, pecorax nằm trong cái bảng A, trong dãy A, lấy ra thì như sau, các bạn chú ý nhé, đây. Giáo viên sẽ lấy ra, sẽ ghép vào hai cái, ghép vào ba cái nhé. Đây, con này là con nào? Đấy. Con vật này là, hiện ra là con nào? Và học sinh sẽ phải gì? Học sinh sẽ phải quan sát và nháy nút, nháy chuột vào con vật đó thì mới trả lời được nhé. Thế đây là con này, đây là chữ con nhé, con này. Ở đây chính là cái thông số mô tả con vật đó. Con vật đó sẽ lấy từ như sau, chúng ta sẽ lấy từ cái biến correct, biến p correct, và lấy vào cái bảng A đây làm nhé. Chúng ta sẽ lấy cái nhân vật của chúng ta là từ cái đây, hay mà này hay khó một chút nhé, đây A đây nhỉ, A này, và lấy cái phần tử là p correct, đây chính là con vật mà giáo viên muốn hỏi học sinh là con vật đây đấy. Và muốn lấy tên con vật chúng ta sẽ phải lấy ra từ cái bảng animal nữa, đây item của animal nhé, và đưa cái này vào đây. Đấy. Đây chứ tên con vật mà chúng ta muốn hỏi này, chúng ta đưa vào đây. Đó. Con này là con nào, chúng ta đưa vào đây, và giáo viên sẽ hỏi ở chỗ này này. Đấy. Giáo viên sau khi mà gửi thông điệp hiển thị sẽ hỏi câu này, và khi đó đợi người dùng sẽ trả lời, được chưa nào nhé. Đấy, thì ở đây chúng ta phải chú ý nhé, chỗ này hơi khó một chút đấy. Đợi trả lời thì khi nào thì chúng ta phải đợi người dùng mà nháy chuột lên con vật đó thì giáo viên mới thông báo tiếp. Bây giờ tôi sẽ mô tả con vật này nhé, bây giờ bắt đầu khó nhé. Khi mà gửi thông điệp và hiển thị thì con vật sẽ phải làm việc gì? Đây. Nhá. Thì ban đầu con vật nó sẽ ẩn đi. Nên con bắt đầu khi chúng ta bắt đầu vào con vật nó sẽ ẩn đi. Nhưng mà chính con vật nó sẽ ẩn đi, dùng cái lệnh này. Ẩn đi này. Hai nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ mô tả con vật như sau này. Con vật của chúng ta nó sẽ như sau. Con vật của chúng ta nó sẽ có đây, con vật của chúng ta đây nhỉ. Nó sẽ có các cái biến là biến riêng rất 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 quan trọng. Bây giờ chúng ta phải có đây, chúng ta sẽ phải xem lại cái, các bạn sẽ về xem lại kiến thức về clone. Thì kiến thức clone là cái phần rất nâng cao. Nhưng mà đây tôi không có thời gian để tôi dạy lại từ đầu cái không nói được phần clone. Chúng ta coi như chúng ta đã biết rồi. Thì các bạn cứ nghe thôi. Phần nào các bạn chưa hiểu các bạn sẽ về nhà các bạn xem lại nhé. Thì chúng ta sẽ tạo ra cái biến riêng của con vật thì như sau. Đây này. Chúng ta tạo ra cái biến riêng như bấm đây này, là biến riêng con vật nhá. Biến riêng để mô tả các thuộc tính của từng clone một. Thì đầu tiên là cái biến có tên là ID. ID là mô tả cái con vật. Thì như chúng ta hiểu như sau, ID bằng 0 tức là con vật của chúng ta là con vật là gốc. Còn ID mà lớn 0 thì là con vật chúng ta là con vật là clone nhé. Thì tôi sẽ mô tả luôn cái ID này là chính là cái phần gì? ID này chính là cái phần là cái số thứ tự của con vật của chúng ta trong cái bảng là trong cái bảng là mà trong dãy A, đấy chưa? Đấy nhé. Đấy thì ta chú ý này, ban đầu này, khi ban đầu mà chúng ta là thiết lập con vật thì chúng ta đặt là ID bằng 0. Như vậy là mô tả con vật gốc sẽ là có cái ID bằng 0. Đấy. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm con vật của chúng ta clone, nó sẽ có là một ID, và cái thứ hai là mô tả cái gọi là cái trang phục của chúng ta.
cho nó đặt tên cho nó là chị đặt tên cho cái biến này là cái biến riêng này là mô tả cái trang phục hay là cái con vật của chúng ta. ID là để là mô tả cái số tự của con vật trong cái dãy, trong dãy A nằm ở giữa bên phải bên trái. Còn cái này là trang phục. Đấy, trang phục chúng ta sẽ đặt tên nào chúng ta sẽ đặt tên sau. Thôi không cần, chúng ta sẽ làm luôn nhỉ, không cần. Thật ra là không cần, không cần không trang phục. Chúng ta là tự làm đấy nhá. Rồi, thế bây giờ như sau nhé, đây bây giờ tôi mô tả này. Khi mà con vật chúng ta mà nhận cái thông điệp là hiển thị, đấy, hiển thị thì nó mới bắt đầu hiển thị. Nhìn. Giáo viên nhé, giáo viên sẽ sau khi mà init data, giáo viên sẽ gửi thông điệp là hiển thị và hỏi như này thì con vật sẽ hiện ra trên màn hình và chờ người dùng, nó sẽ chờ người dùng nhấn chuột vào. Đây, đây nhé. Khi mà nhận tôi hiển thị thì con vật mẹ nó sẽ sinh ra ba con vật con, nó sinh ra ba cái nhân vật con và tự động nó sẽ nằm ở các vị trí mà chúng ta đang đặt ra và nó sẽ hiển thị theo đúng cái mà chúng ta mong muốn. Chúng ta làm thử nhé. Đây thì như sau này, chúng ta sẽ đặt tên là chúng ta sẽ phải cái lệnh này sẽ gọi cho cái nhân vật mẹ. Chúng ta phải kiểm tra như sau, rất quan trọng chỗ này nhé. Chúng ta sẽ phải có cái lệnh là if. Đấy. If mà cái ID bằng 0 thì mới thực hiện theo đúng cái bài này của chúng ta. If này, if mà cái ID bằng 0 tức là cái lệnh này chỉ áp dụng cho nhân vật gốc thôi, nhân vật gốc thôi. Đó, được chưa? Nhân vật gốc thôi. Và chúng ta sẽ lặp 3 lần sinh ra 3 clone. Chúng ta làm như sau này. Ở đây nhé, sau khi đây chúng ta làm như sau là chúng ta sẽ làm cái việc như sau đây. Các bạn quan sát là tôi làm nhé. Đây là cái phần mà sinh clone ấy, nó hơi khó một chút nhé. Làm như sau này, sau khi mà nếu cái này bằng không nhá thì chúng ta tạo ra này, thì như sau này, đây tôi mô tả các bạn, đầu tiên là chúng ta cho nó là hiển thị ra này, show nhá, rồi sau đó chúng ta sẽ lặp 3 lần, repeat 3 lần nhá, để tạo ra ba clone. Thì trước khi mà repeat thì chúng ta sẽ phải cái ID này chỉ là cái thứ tự của nó. Chúng ta làm như sau, chúng ta làm bước thứ nhất, chúng ta sẽ change cái ID by 1 đơn vị. Như vậy clone đầu tiên sẽ là ID bằng 1, clone thứ hai có ID bằng 2 và clone thứ ba có ID bằng 3. Được chưa? ID bằng 3. Đấy. Và thì trước khi sinh ta chuyển ID là 1 cho clone thứ nhất nhé. Và chúng ta chuyển trang phục sang cái vị trí là chuyển sang vật sang cái trang phục là cái số thứ tự ID của cái bảng A, của dãy A trong cái con vật của chúng ta. Thế làm như sau này, chúng ta sẽ dùng lại đây là change custom to. To cái gì ở đây này? Trang phục bao nhiêu? Trang phục chính là số thứ tự của cái dãy A. Chúng ta sẽ vào đây, chúng ta vào cái dãy tem, vào cái dãy item của A đây. Đấy, và chúng ta đưa cái ID này vào. Đây, đây này. Đấy nhá. Thì đây chính là cái số tự của con vật ở bên trái, bên giữa và bên phải. Đấy, chúng ta đi vào đây. Đấy. Tiếp theo, chúng ta cho nó di chuyển đến cái vị trí mà chúng ta mong muốn. Chúng ta dùng cái lệnh là go to. Dùng cái lệnh là go to. Đây. Go to. Với y là đây, để y cho tiện nhé. Y ở đây sẽ là -72. Y luôn luôn là -72. Luôn cứng là -72. Nhé. Còn x gì? X gì là phải theo tọa độ của cái dãy là xlist. Đấy. Chúng ta phải lôi cái xlist ra. Hơi khó đấy. Item. Cái item của cái ID của cái XList. Nghĩa là XList là cái tọa độ X gì của cái nhân vật số 1, số 2, số 3 của con vật. Tôi để ở đây này. Cũng tụi X gì là cái item ID của XList và Y luôn là bằng -72. Đấy. Chúng ta cho nó như vậy là chuyển ID by 1 này, chuyển trang phục này và go to đến nó. Và sau đó tới đây chúng ta sẽ sinh. Chúng ta sẽ dùng cái lệnh là tạo clone. Đây. Tạo clone. Đấy. Và lọc cái này 3 lần. Như vậy chúng ta hiện tại đúng ở đây nhé. Tạo xong rồi thì chúng ta sẽ đặt lại. Chúng ta sẽ đặt xong rồi thì chúng ta sẽ
tạo clone xong rồi thì chúng ta sẽ thoát ra và chúng ta sẽ đặt lại, chúng ta cho con mẹ sẽ ẩn đi, con của mẹ, con gốc, con chúng ta sẽ ẩn đi đây này, đó, sau đó vào lọc rồi nhá, ẩn đi và chúng ta đặt lại cái biến này là không. Đó. Thì đây là đoạn chương trình là để hiển thị các con vật theo chính xác nhé. Đấy, chính xác. Tôi chạy thử cho bạn xem nhé. Cho nó có hiện ra đúng. Ô, à vì sai là vì chúng ta nó không cho phép dừng. À, được rồi. Đấy, cái này nó bị lỗi thôi, không có gì cả. À, chúng ta chưa làm xong. Đấy. Sinh ra 3 lần đúng không? Trên bài 1 này, 2, 3, phải 3 lần mới đúng nhé. Tạo clone này. Và khi làm xong 3 cái này rồi, chúng ta sẽ thoát ra được ở đây. Kiểm tra là cái xlist nhé. ID xlist đây nhỉ. Đấy. Được chưa? Đây là x này, đây là y này. Đó. Tôi tăng cái này lên là 80 cho nó đẹp. 80 nhé. Rồi bây giờ chúng ta làm lại, chúng ta làm thử nhé. Bây giờ rồi, bây giờ tôi sẽ mô tả như sau này. Bây giờ để cho người dùng mà ấy, tôi làm như sau nhé. Đây tôi lại đây nhé. Khi mà cô giáo nói cái này rồi thì cô giáo sẽ phải chờ người dùng nháy chuột vào, cô giáo mới chuột vào con vật. Thì chúng ta tạo một cái biến nữa, là cái biến là người dùng đã làm xong chưa. Đây chúng ta tạo một cái biến để ta kiểm tra cái đó nhé. Đây cái biến đây. Chúng ta tạo cái biến là người dùng đã nháy chưa, dùng cái biến là click đi, click nhé, click. Đó. Thì khi mà chúng ta gọi cái này rồi, thì trước đó chúng ta đặt là click bằng 0 ở bên trên này. Đấy. Nhưng mà đặt click bằng 0 là người dùng chưa nháy vào để trả lời. Thì sau khi mà thông báo cái dòng này ra, thì sao? Thì giáo viên sẽ phải chờ khi người dùng là nháy chuột vào, chúng ta sẽ phải dùng cái lệnh rất quan trọng để cho nó khỏi lặp lại liên tục chỗ này. Chỗ này chúng ta sẽ phải dùng cái lệnh chờ. Dùng cái lệnh là wait, chờ cho đến khi nào mà người dùng nháy chuột, tức là cho đến khi nào mà khi người dùng mà nháy chuột vào con vật thì ta click bằng 1, chúng ta chờ cho đến khi mà cái biến click là 1 thì ta mới quay vòng lại, chúng ta mới làm tiếp. Như vậy đặt cái biến click là chờ cho đến khi click bằng 1, được chưa? Đó. Khi mà người dùng mà chờ click 1 bằng 1 thì chúng ta mới chạy tiếp, chúng ta mới kiểm tra người dùng nháy đúng hay là sai, được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta làm tiếp này nhé. Bây giờ chúng ta chạy thử, chúng ta chờ này, bây giờ chạy thử dùng đúng nhé, chúng ta chạy thử lại này. Ồ, cái vật này nó bị trùng một chỗ này, nó bị sai đấy, nó phải lệch nhau, nó phải này mới đúng này. Bây giờ tôi kiểm tra lại xem xlist bị sai chỗ nào nhé. Đây sai này, đây là 120 mới đúng nhé, 120 hay mới đúng. Rồi bây giờ chúng ta xem lại này, chạy lại này nhé. Ô, xlist vẫn bị sao nhỉ, sao nó bị xóa này nhỉ? Tôi làm sai chỗ nào đó nhé, 120 chứ sao có chạy vào nó lại bị xóa đi nhỉ? Kiểm tra xem nó sai lỗi chỗ đó nhé. Đây là item đúng không? Tại sao cứ chạy vào là nó bị xóa đi cái phần tử số 3? Tôi kiểm tra xem cái A đang làm đúng chưa nhé. Tôi kiểm tra một chút cái bảng A này. A đúng rồi, A là không sai. Đấy. Trên sự ID bài 1 đây đúng rồi mà. Liên tục lập nhé, tạo ra 3 con vật. Tại sao nó có bị lỗi, tôi kiểm tra lại nữa. Đấy, mình đúng rồi đấy, mình lại này. Rồi, đúng rồi, được chưa? Như vậy người dùng sẽ nháy những con vật này. Thì đây, bây giờ tôi lập trình này sang người dùng nhé. Nếu người dùng những con vật đây, tôi vào lệnh này đây, tôi vào cái lệnh là đây. Khi mà người dùng mà là click lên con vật nhé, thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là người dùng nháy đúng hay không nhé, được chưa? Thì chúng ta làm như sau này, chúng ta sẽ gán cái người dùng nháy con vật, thì chúng ta dùng chính cái ID để chúng ta đặt đặt cái đặt cái 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 cái
cái vật là nhắn cái vật thứ mấy nhé, thì chúng ta đặt một cái biến để chúng ta thông báo chuyện đó, chúng ta đặt một cái biến để thông báo người dùng đang nhắn lên đâu, chúng ta đặt một cái biến là input đi, input là con vật thứ mấy mà người dùng đã nháy lên đó, được chưa nhé. Đây thì người dùng nháy lên thì chúng ta sẽ lập tức ra gán này, người dùng nhé, khi chúng ta nháy lên con vật này, nháy con vật thì chúng ta sẽ cho vật nó kêu lên một tiếng đi nhé, con vật của chúng ta nó kêu lên và nó sẽ và kêu lên và chúng ta gán. Chúng ta đặt như sau, chúng ta set cái input của chúng ta, input là người dùng nhập vào là bằng đúng kia là cái ID của nhân vật, là cái ID nhân vật đây. Mà chúng ta còn nhân vật chúng ta kêu lên rất hay nhé, chúng ta dùng cái lệnh là đây, dùng lệnh cho nhân vật nó phát âm thanh để lên trên này, phát bằng đúng cái con vật đó, thì con vật đó chính là số thứ của nó chính là ID của A, thì chúng ta dùng lệnh sau đây. Chúng ta dùng nó là chính là cái item của A đây nhé. Gắn cái ID của A này vào. Đây chính số thứ của vật đây. Chúng ta cho nó kêu. Đấy. Cho nó kêu và đặt input bằng ID. Và sau đó chúng ta đặt cái click bằng 1. Thông báo rằng chúng ta đã gắn xong. Đã chạy xong click bằng 1. Đó. Được chưa? Khi click bằng 1 rồi thì giáo viên sẽ đây, giáo viên sẽ chờ đây và giáo viên sẽ thông báo, giáo viên sẽ kiểm tra thông báo là giáo viên sẽ kiểm tra nếu mà cái input mà là bằng P correct thì là đúng, còn không thì là sai, chúng ta đặt đây, giáo viên sẽ thông báo. Nếu mà học sinh mà nháy đúng vào con vật, tức là cái biến input phải bằng với cái biến là P correct thì mới là đúng. Đó. Còn nó không thể là sai. Đấy. Đúng thì giáo viên thông báo là đúng rồi. Thông báo đúng rồi. Chờ cho 1 giây. Đúng rồi. Và cho 1 giây. Và nếu không thì thông báo là sai rồi. Như chúng ta vẫn nói. Sai rồi. Cho 1 giây. Đấy. Tới đây là xong. Khi mà xong cái phần này xong thì là giáo viên thông báo chúc mừng các bạn nhé, giáo viên thông báo là kết thúc và chúc mừng các bạn, giáo viên thông báo là đây, chúc mừng các bạn đã được bao nhiêu điểm. À, nếu đúng chúng ta sẽ phải tăng điểm lên một đơn vị, nếu đúng nhé chúng ta sẽ change score lên một đơn vị này, nếu đúng nhé, đây này đúng rồi, change score lên một đơn vị. Đấy. Còn nếu không chúng ta sẽ kết thúc, giáo viên thông báo là đúng rồi, em đã hoàn thành, em đã chúc mừng em đã bao nhiêu điểm nhé, đây chúng ta nối này. Chúc mừng em đạt bao nhiêu điểm đây. Chúc mừng em đạt là score điểm. Đạt là score điểm. Đấy. Và đưa vào đây. Và cái này chờ trong 5 giây. Đấy. Khi kết thúc thì đồng thời là đây kết thúc nhé. Thế được, giáo viên là người thông báo kết thúc. Thế này, ở đây nhé, giáo viên thông báo kết thúc, giáo viên sẽ gửi thông điệp là kết thúc. Giáo viên gửi thông điệp là kết thúc. Gửi thông điệp là kết thúc. Kết thúc. Gửi ở đây này. Gửi ở đây là trước khi mà lệnh xây này. Khi kết thúc thì con vật sẽ ẩn đi hết nhé. Đây, khi con vật mà nhận được thông điệp là kết thúc thì lập tức con vật sẽ ẩn đi hết bằng lệnh sau đây, bằng lệnh là tự động xóa cái clone của mình đi. Thì lệnh sau đây, lệnh là lệnh này này, là cái lệnh là delete this clone. Đấy. Xóa đi. Đấy chưa, trong 30 giây. Bây giờ chạy thử xem đúng không nhé, bây giờ làm thử, bây giờ chạy thử các bạn xem, đây tôi chạy thử này. Bắt đầu ở đây nhé. Con chuột là con nào? Bấm lên này. Sai rồi. Con này con là đà là con nào? Bấm vào đây. Đúng rồi. Con gấu là con nào? Đúng rồi. Con ngựa là con nào? Hoàn toàn là ngẫu nhiên, những con ngựa là con nào? Con tê giác là con nào?
lặp lại này, đây, lặp lại. Bây giờ cho con vật là nó nói xong rồi thì mới chuyển chứ. Bây giờ tôi để chức năng này nó vừa nói nó vừa chuyển thì không hay lắm. Tôi dùng lệnh này, tôi dùng cái lệnh là place mà sao until done. Tôi thay cái này vào đây. Đấy, bỏ cái này đi thì nó sẽ kêu xong chúng ta mới được rồi, được chưa? Chạy từ đầu này là kiến thức nhá. Này, con voi là con nào? Đúng rồi. Gấu là con nào? Đúng rồi đấy. Sai rồi. Gấu trúc là con nào? Được chưa? Đúng rồi. Con thỏ giác là con nào? Đúng rồi. Đấy, cứ như vậy thôi. Làm đúng 30 giây thì dừng lại. Đúng rồi, con thỏ. Chú em đặt 5 điểm. Như vậy trong 3 giây em làm đúng 5 câu. Đó, các bạn thấy như vậy chúng ta vừa mới làm được cái bài mà tương đối khó với chúng ta. Thì các bạn có thể chưa hiểu ngay thì các bạn hãy sẽ tải về và xem nhé. Cái phần này nó vừa rất nhiều thứ và nó liên quan đến cả clone nữa, rồi liên quan đến cái sinh cái bộ dữ liệu, là một cái bài tương đối hoàn chỉnh và tương đối khó. Nhưng mà thấy làm chương trình hoàn chỉnh nó phải như vậy thì mới là đúng, là chương trình thật, bộ dữ liệu là chính xác, đúng và chính xác. Những kịch bản là phải chuẩn và lập trình cũng phải là chuẩn. Bây giờ tôi mô tả tôi ghi lại cái bài này chúng ta cùng nhau. Chúng ta ghi lại là bài số 3. Là bài bài số 2 nhé, là bài kiểm tra kiến thức hoàn chỉnh nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Ôi hôm nay làm hơi nhỉ. Các bạn về xem kỹ lại chương trình nhé, xem hiểu các bạn có thể xem thêm cả cái cuốn sách của tôi viết ấy. Trong đó có một chương trình, cái bài này là có trong cái bài trong chương trình đó, các bạn xem lại kỹ nhé. Chúng ta nghỉ nhé, có gì không hiểu các bạn hỏi lên lên nhóm nhé. Có thấy khó không? Khó thầy ơi. Khó, tôi nghĩ là khó đấy. Khó hơn đó. Để thầy gửi mấy cái bài này lên nhóm, mấy em lấy về tham khảo nha.